Chủ đề mình muốn giới thiệu ngày hôm nay đó là bốn hình thức đăng ký cho nhóm sinh hoạt tôn giáo. Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 đã phân loại bốn chủ thể thực hành quyền tự do tôn giáo như sau. Một là điểm sinh hoạt tôn giáo độc lập, hai là điểm sinh hoạt tôn giáo trực thuộc một tổ chức tôn giáo, ba là tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận, bốn là tổ chức tôn giáo trực thuộc một tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận. Mỗi chủ thể sẽ tương ứng với các điều kiện và thủ tục đăng ký khác nhau. Nhằm chuẩn bị cho các điểm nhóm có được cái nhìn tổng quát về bốn hình thức đăng ký, bài viết này tóm lược lại những điều mà mỗi điểm nhóm cần quan tâm trước khi đăng ký. Thứ nhất là đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Đây là hình thức mà một điểm nhóm độc lập tự đăng ký cho chính mình. Điểm nhóm độc lập là điểm nhóm không trực thuộc bất kỳ tổ chức tôn giáo nào và cũng chưa có nhu cầu thành lập một tổ chức tôn giáo. Với hình thức này, nhóm tín đồ cử người đại diện để đăng ký. Để được chấp thuận đăng ký, điểm nhóm phải đáp ứng đủ 5 điều kiện về địa điểm sinh hoạt, người đại diện, nội dung sinh hoạt, giáo lý, giáo luật và tên của điểm nhóm. Điều này nằm trong khoản 2 điều 16 luật tín ngưỡng tôn giáo. Cơ quan đăng ký, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi điểm nhóm có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo, hai là đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho điểm nhóm trực thuộc tổ chức tôn giáo đây là hình thức mà một tổ chức tôn giáo đăng ký cho nhóm tín đồ trực thuộc với hình thức này điểm nhóm chịu sự quản lý của tổ chức tôn giáo do vậy tổ chức tôn giáo phải cử người của tổ chức hoặc người trong nhóm để làm người đại diện đi đăng ký tuy nhiên để đảm bảo tổ chức có nghĩa vụ với điểm nhóm thì hai bên cần phải thỏa thuận băng văn bản về các nguyên tắc từ khi điểm nhóm gia nhập cho đến khi từ bỏ tổ chức để được chấp thuận đăng ký điểm nhóm phải đáp ứng đủ 3 điều kiện về địa điểm sinh hoạt, người đại diện và nội dung sinh hoạt theo khoản 1 điều 16 của luật tín ngưỡng tôn giáo. Cơ quan đăng ký, ủy ban nhân dân cấp xã, nơi điểm nhóm có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo. Ba là đăng ký thành lập tổ chức tôn giáo độc lập. Điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo trước khi nộp hồ sơ để được công nhận, tổ chức phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận, tổ chức phải hoạt động ổn định, liên tục từ đủ 5 năm trở lên và phải đáp ứng thêm 5 điều kiện khác được quy định từ khoản 2 đến khoản 6 điều 21 của luật tín ngưỡng tôn giáo. Cơ quan đăng ký, ủy ban cấp tỉnh đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh hoặc ban tôn giáo chính phủ đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh. 4 là đăng ký thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức tôn giáo đã được nhà nước công nhận. Để thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc, hiến trương của tổ chức tôn giáo phải có quy định về điều này ngoài ra tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở và không có các hoạt động bị pháp luật nghiêm tổ chức tôn giáo trực thuộc có tư cách pháp nhân phi thương mại khi đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền điều kiện thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc đơn giản hơn so với tổ chức tôn giáo độc lập tuy nhiên mọi hoạt động của tổ chức trực thuộc phải tuân theo hiến trương và nội quy của tổ chức tôn giáo mà minh phụ thuộc cơ quan đăng ký ủy ban cấp tỉnh đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh hoặc ban tôn giáo chính phủ đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh